Tập 1043 P3 tớ thi chạy với siêu nhân Action. Hôm nay có một cuộc thi chạy do Action Kamen tổ chức thu hút rất nhiều bạn nhỏ đến tham gia. Đương nhiên là không thể thiếu fan trung thành Kushin nhà mình rồi. Vừa đến nơi, Kushin truy tìm tung tích của siêu nhân Action khắp nơi nhưng chỉ thấy những cặp vợ chồng đưa con cái đến mà thôi. Kushin leo lên lưng bố, thể hiện quyết tâm không thể thua những đối thủ còn lại được. Nghe vậy, bố Hiroshi cho rằng nếu thi hóa trang thì hạng nhất chắc chắn thuộc về Kushin rồi. Đúng lúc này, chị MC xinh đẹp trên sân khấu cảm ơn mọi người đã đến tham gia cuộc đua gia đình với siêu nhân Action. Chị MC bảo mọi người hãy gọi siêu nhân Action cùng với mình. Khi mọi người đồng thanh kêu lên thì siêu nhân Action đã xuất hiện trong làn khói trắng trên sân khấu. Sau đó, anh liền cất tiếng cổ vũ mọi người hôm nay hãy cố gắng chạy cùng mình. Kushin nhìn Action trên sân khấu cảm thấy có gì đó không đúng. Bố Hiroshi nghe vậy thì liền cho rằng con trai có thất vọng gì đó chăng? Cô cậu bèn nói với bố Action trên kia là hàng giả vì siêu nhân Action bận rộn lắm nên không có thời gian để tới đây đâu. Bố Hiroshi không biết nói gì chỉ ừ cho qua. Trên sân khấu lúc này, chị MC đang giải thích về các chặng đua. Mọi người sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát rồi tiến lên con sông, sau đó vượt qua cầu và chạy về đích ở phía bên kia. Đồng thời, chặng đua hôm nay sẽ có 3 điểm nghỉ, tại đó siêu nhân Action sẽ thách thức người chơi những câu hỏi. Phần thưởng cho gia đình chiến thắng là các sản phẩm của siêu nhân Action. Người chơi bên dưới ai cũng háo hức và quyết tâm chiến thắng để nhận lấy phần thưởng. Trong đó có một cặp cha con kia không màng phần thưởng nhưng lại vô cùng đáng gờm vì họ chưa từng thua bao giờ. Và lần này họ cũng hạ quyết tâm như thế. Kushin nhìn thấy các đối thủ thì có chút dè dặt. Sau đó tất cả mọi người đứng vào vạch xuất phát. Ngay khi khẩu lệnh vang lên, Kushin đã chạy như bay về phía trước. Nhưng cô cậu bỗng dừng lại ở chỗ chị phất cờ và rủ chị cùng về đích với mình. Bố Hiroshi bất lực với thằng con trai, thi chạy đang dẫn đầu mà không lo còn ở đó trêu gái nữa. Siêu nhân Action chạy cùng, thông báo với mọi người chuẩn bị đến chốt đầu tiên rồi, cổ vũ mọi người hãy cố gắng lên rồi nhảy xuống nước. Bố con áo đỏ là người đến chốt đầu tiên, có một Action đã xuất hiện đọc câu hỏi số 1 cho họ. Câu hỏi là quê hương của siêu nhân Action là ở đâu, ông bố mạnh mẽ trả lời không biết. Sau đó đến câu hỏi tiếp theo, trợ thủ của siêu nhân Action tên gì thì ông cũng không rõ luôn. Người đọc câu hỏi thắc mắc hỏi ông có từng xem siêu nhân Action hay chưa thì ông cũng không có ý định giấu mà bảo là chưa. Anh chàng ngỡ ngàng hỏi rằng thế tại sao lại tham gia chương trình này thì anh dõng dạc bảo rằng mình chỉ muốn chạy đua mà thôi. Ngay sau đó thì Kushin và bố Hiroshi cũng tới chốt, Action nhanh chóng đặt câu hỏi cho cu cậu. Ngay khi anh chàng kia vừa hát dứt câu thì Kushin đã nhanh mồm tiếp lời vô cùng chuẩn xác, còn bắt bẻ lời của anh chàng kia đúng nữa. Rồi anh chàng hỏi thêm câu, dấu hiệu ở đai lưng của siêu nhân Action là gì? Kushin liền đá sang cho cậu bạn áo đỏ trả lời thì gây nên một sự tranh cãi nhẹ. Vô tình đây chính là đáp án chính xác và đội áo đỏ đã được đi trước. Một hồi sau, mọi người đã bắt đầu băng qua cây cầu và đến chốt thứ hai. Kushin nhìn thấy có sự thay đổi khi siêu nhân ở chốt thứ hai đã béo lên trông thấy. Ngay phía sau Kushin cũng có đội xanh lá đến kịp và bắt đầu game với họ. Cậu bạn đội xanh lá thấy có gì đó không đúng vì siêu nhân Action luôn tự xưng là tôi. Anh chàng liền giải thích mình chỉ cải trang thôi chứ không phải hàng thật đâu nên mong mọi người đừng bắt bẻ như thế. Nói rồi, anh chàng tuyên bố ai trả lời được câu hỏi sẽ được đi trước. Thế là Kushin gấp gáp bảo rằng hãy nhanh bắt đầu đi. Anh chàng liền bảo đi thôi với tên Action Beam nhưng liền bị nhà xanh lá phát hiện ra sai sót. Action Beam không hề có thêm từ như vậy. Hơn nữa, Kushin còn bảo rằng phải nắm tay như này mới đúng nữa. Và rồi Kushin đã tái hiện lại Action Beam một cách vô cùng hoàn hảo. Thế là anh chàng bèn cho tất cả đi qua chốt vì đã trả lời đúng câu hỏi rồi. Cuộc đua cứ như thế tiếp diễn. Khi mọi người đang hì hục chạy về đích thì có một Action khác chạy xe đến cổ vũ họ rồi biến mất. Đến chốt thứ ba, một Action khác đã chờ sẵn ở đó cùng với đội đỏ ban đầu. Hiện tại chỉ có 3 gia đình tới được đây, vậy nên người về nhất sẽ được tặng một cúp Action siêu đặc biệt. Bố Hiroshi nghe thế thì liền cau có vì cuộc thi chẳng liên quan gì đến lời giới thiệu lúc đầu cả. Ngay sau đó, Action lấy ra quả bóng và cái vợt để mọi người thi với nhau. Ai nấy cũng cẩn thận từng bước đưa quả bóng đi qua cầu thang. Kushin dùng tuyệt chiêu nhảy lên cao cho bố đón lấy mình. Nhà xanh lá ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kushin đang đẩy bố Hiroshi chạy thật nhanh để giành giải nhất. Kushin đã dùng cách lắc mông để làm giảm lực cản của gió và gia tăng tốc độ. Trong phút chốc, cậu đã tăng tốc tiến lên ngang bằng với nhà áo đỏ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Kushin đã về đích bằng mông và thành công giành được hạng nhất. Một chiếc cúp Action đặc biệt đã được trao cho nhà Kushin một cách long trọng trên sân khấu. Kushin nhận lấy và vô cùng thích thú. Sau đó, tất cả người chơi đã cùng các Action chụp một bức ảnh kỷ niệm thật vui vẻ. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 973 P1 quyết chiến với lũ gà. Hôm nay trời quá nóng, Kushin đề nghị cả bọn đừng chơi gì cả mà hãy nằm ngủ dưới bóng cây đi. Ý kiến nghe có vẻ phù hợp với tình hình thời tiết hiện tại nhưng lại bị Masao phản đối. Còn Kazama thì dứt khoát bảo nếu muốn ngủ trưa thì về nhà mà ngủ.
Cả bọn cứ bàn bạc mà chưa chốt được sẽ chơi trò gì thì đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ bên trong nhà trẻ. Thế là cả nhóm nhanh chóng chạy về phía đó, duy chỉ có cu xin bình thản chúc cho các bạn mình đi vui vẻ nhưng rồi cũng phải đi vào khi bị rủ rê. Trong trường mẫu giáo, thầy hiệu trưởng đang kêu cứu thảm thiết trong chuồng gà. Vậy mà cu xin liền từ chối giúp đỡ vì cho rằng không ai thích hợp ở bên trong cái lồng này hết. Nhưng ma sao tốt bụng thì vô cùng lo lắng, hỏi thầy hiệu trưởng xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Thầy hiệu trưởng bảo rằng mình không làm gì hết, bây giờ cũng không làm gì luôn. Và điều quan trọng nhất bây giờ là giúp cho thầy ra khỏi chỗ này. Kazama tiến lại phía cửa, định giải cứu thầy nhưng lại lùn quá nên không với tới được. Thế là Kusin nhanh chân nhảy lên người Kazama, thuận lợi mở cánh cửa giúp thầy ra bên ngoài. Sau khi thoát khỏi chuồng gà, thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu kể lại sự tình. Lúc đó thầy đang định quét dọn chuồng gà của trường thì không cẩn thận đạp văng chậu đồ ăn của bọn chúng. Thế là cả đàn gà nổi điên lên vồ lấy thầy và một con trong số đó đã nhanh chân chạy ra ngoài. Trong lúc rượt theo thì thầy lại không cẩn thận va vào cửa một cái thật mạnh, làm cho chốt cửa tự đóng lại, thế là có cảnh tượng vừa nãy. Nghe xong câu chuyện giờ khóc giờ cười của thầy hiệu trưởng, Kazama kêu gọi người với tư cách là đội phòng vệ Kasukabi hãy giúp thầy bắt lại con gà đã bỏ trốn đó. Nhìn thấy sự nhiệt tình giúp đỡ của bọn trẻ, thầy giáo vô cùng có lỗi khi đã gây ra rắc rối này. Nói rồi cả đám đóng cổng lại, ngăn chặn mọi lối thoát và bắt đầu truy bắt con gà. Trong lúc mọi người chia nhau ra tìm gà thì Kusin lại tìm một nơi để đi. Ngay sau đó, thầy giáo đã phát hiện ra hành tung của con gà và la lớn cho đồng đội lại giúp đỡ. Khi đã tập trung đầy đủ nhân lực, thầy hiệu trưởng bắt đầu phổ biến chiến thuật. Họ sẽ giải thức ăn để dụ con gà đi về nơi đã mai phục sẵn. Thế là theo kế hoạch, con gà mải mê ăn và đi đến đúng vị trí. Kazama và Nene lao ra chặn bắt nhưng nó đã phát hiện nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Kazama đuổi theo phía sau cùng với Bo truy bắt con gà. Masao và Kusin mai phục ở bên này cũng bắt đầu sốt ruột. Cậu bạn bảo Kusin hãy cùng nhau xông ra để bắt gà. Chưa kịp chuẩn bị xong thì con gà đã chạy lại phía của Masao. Cậu bạn trong phút chốt hoảng hốt liền trở thành đối tượng truy đuổi của con gà. Masao bị con gà trượt chạy khắp sân, thầy hiệu trưởng lo lắng bèn kêu các bạn giải cứu cậu nhóc. Thời thế đổi thay khi thầy hiệu trưởng đuổi theo con gà, nó tăng tốc chạy về phía trước, vượt cả Masao để thoát thân. Còn Masao thì cứ chạy thục mạng mà không biết tại sao mình lại phải chạy như thế. Những người bạn bên ngoài chỉ biết đứng nhìn ngao ngán không biết phải làm thế nào. Thế là chiến lược đầu tiên coi như thất bại. Đội phòng vệ đã chuyển sang tác chiến bằng vợt lưới. Từng cú vợt được tung ra nhưng lại không trúng con gà phát nào. Còn Masao thì có thêm vũ khí, đã hừng hực khí thế quyết tâm báo thù con gà, không ngừng tấn công. Bỗng nhiên khí thế của Masao bị dập tắt khi con gà đột nhiên đứng lại nhìn cậu với ánh mắt coi thường. Rồi khi Masao lấy hết dũng khí quơ vợt bắt gà thì đối phương dễ dàng tránh được và còn tiến gần về phía cậu hơn nữa. Tệ hơn là nó còn đứng trên đầu của Masao, dùng nó làm bàn đạp và tẩu thoát sang đầu của Kazama. Bo thấy thế cũng đến bắt gà và tiếp tục trở thành nạn nhân của nó. Rồi con gà lại dễ dàng tránh được đòn tấn công của Nene và nhảy qua đầu của cô nàng. Cuối cùng, Kusin cũng ra tay cứu giúp những không đáng kể, kết quả y chang các bạn. Thầy hiệu trưởng thấy con gà đụng đến những học trò yêu quý của mình bắt đầu phát cáu. Ông dùng hết công lực đuổi bắt con gà lại. Nhưng rồi một lần nữa thầy đã tự nhốt mình vào chuồng gà và tiếp tục kêu cứu các bạn nhỏ. Sau khi giải cứu thầy hiệu trưởng, cả đội tập hợp lại và tăng cường cảnh giác hơn. Kusin không thể trơ mắt làm ngơ liền sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một chú gà Âu Mỹ gáy tiếng Anh. Và chiến lược dùng Kusin để dụ dỗ con gà chính thức bắt đầu. Mặc dù không biết có ổn hay không nhưng chỉ có thể đặt niềm tin vào Kusin mà thôi, không còn cách nào nữa. Kusin ở trong sân diễn như thật, còn đẻ ra cả một quả trứng khiến mọi người ngã ngửa. Con gà cũng bắt đầu đi lại và ăn chung với Kusin như đồng đội. Cả bọn thì trông mong Kusin bắt lấy con gà nhưng cậu lại ngồi xuống vặt lông y như một con gà thực thụ. Kazama nhìn không chịu nổi liền cầm cái vợt nhào ra ngoài. Thế là Kusin bảo chú gà kia mau chạy đi vì có người đến. Thế là Kazama bắt được con gà Kusin chứ không phải con gà thật. Kazama tức giận trước hành động phản bội loài người của Kusin. Thấy hai đứa quá căng thẳng, thầy hiệu trưởng làm dịu bằng cách đề nghị thử bắt lại lần nữa. Bỗng nhiên, con gà kia không hiểu kiểu gì lại tự động chạy về phía chuồng. Và ngay sau đó thì trời lập tức đổ mưa. Tự nhiên mọi chuyện được giải quyết êm đẹp mà không hề tốn chút sức lực nào. Để cảm ơn bọn trẻ, thầy hiệu trưởng đã mời họ vào nhà ăn dưa hấu. Kusin vẫn tự cao cho rằng đó là công lao của mình nhưng Kazama cứ cay cú vì Kusin lại đi giúp con gà trốn thoát. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 202 phần 2 quả bóng tôi sẽ lấy lại nó. Masao và Shin đang chơi ném bóng chạy trên đường. Shin rất khoái vì quả bóng mới của Masao đẹp dã rời. Shin muốn chiếm làm của riêng nhưng Masao không chịu. Shin lại ném cho Masao. Khi Masao ném lại thì Shin mải nhìn chị đẹp lướt qua đời Shin mà không chịu chụp lấy quả bóng. Khi hai đứa phản ứng kịp thì quả bóng đã lăn vào sân nhà người ta, đau buồn thay nó lại dừng lại ngay mồm con chó siêu to khổng lồ, nó mà ngoạm một cái thì hai đứa không bõ dính răng.
Xin định chuồn cu cậu nhìn vào đồng hồ tự xăm thấy đồng hồ đã điểm giờ học bài đang định lướt thì Ma Sao nhanh tay chụp lại. Ma Sao bắt Xin phải lấy công chuộc lại bóng, Xin rón rén đi nhẹ nói khẽ không dám cười. Ma Sao nín thở cổ vũ thằng bạn. Con có ngủ mơ gầm nhẹ xíu mà trái tim bé bỏng của Xin muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xin nhẹ nhàng nhảy một vũ điệu ba lê lấy lòng thằng bạn dùng ánh mắt thâm tình nói Ma Sao hãy quên như chưa từng có quả bóng trong đời nhưng thằng bạn quyết không thể quên. Xin lại rón rén lại gần quả bóng vừa chạm vào quả bóng thì bà dì hàng xóm hò hét tìm con mèo ăn vụng. Bà dì vừa đi Xin một lần nữa chạm vào quả bóng thì con mèo mồm ngậm con cá của bà dì lại đến. Nó lại chửi nhau với con chim hai con có vẻ ăn chia không đều. Thế là anh chim vốn đã nóng tính nói câu thứ nhất không được câu thứ hai anh nhảy vào cào cấu chú mèo luôn. Hai con đánh nhau tranh con cá anh mèo nhiều hơn hai chân nên đã thắng. Chim ta nhục nhã bỏ đi tưởng như nào chứ nó kéo theo cả bầy đến đuổi con mèo cong đuôi bỏ chạy. Đúng là châu bò đánh nhau rồi mũi ngỏm, đang hóng thì Xin bị con chim út đàn đậu lên đầu rồi khuyến mãi ị cho một bãi. Xin đánh mắt nhìn lên con chim rồi nhìn sang con chó, không ổn cu cậu tỉnh bơ nói sẽ mang con chim về khoe mẹ. Ma Sao sao để nó dụ được cố hết sức kéo Xin lại. Xin lại tiếp tục hành trình lại sắp sửa chạm vào chiến thắng thì có mấy con xe quảng cáo hàng. Độ thêm vài quả loa la om sòm vượt quá sức chịu đựng của con chó nó tỉnh lại sủa đầy bực bội. Xin với Ma Sao chạy muốn tụt cả quần. Bình tĩnh lại đầu cơm nắm nghĩ ra có thể tìm chủ nhà để Xin lại. Xin lại nghĩ nhìn con chó đã ghê gớm vậy thì chắc là chủ nó còn cả ác quỷ. Lén phén vào thì nó ăn tươi nuốt sống. Ma Sao bị hù khóc không ra tiếng Xin định chuồn nhưng Ma Sao vẫn quyết không từ bỏ. Hai đứa đang trèo kéo nhau thì có tiếng mở cửa thế là kéo nhau vào góc trốn. Đi ra là một nữ thần tựa chuyện tranh với con xe đạp nàng thơ chạy lướt qua. Ma Sao thấy tiếc vì đã bỏ qua cơ hội thằng bạn lại vật vã đau khổ vì đã bỏ qua cơ hội làm quen với mẫu người yêu lý tưởng của đời mình. Trong đau khổ cái khó ló cái khôn Xin lại nảy ra ý định dùng đồ ăn để dụ dỗ con chó làm nó mất cảnh giác rồi thuận lợi lấy được quả bóng. Ma Sao thấy nó là một kế hoạch cực của cực phẩm nhưng lấy đâu ra mùi nhử. Xin lại chỉ ngay vào cái đầu cơm nắm của cậu làm Ma Sao lại khóc lóc đến chán suốt ngày bị nó lôi ra làm trò. Cả hai lang thang trên phố Xin đã tia thấy mục tiêu là một quán ăn dành cho các cặp tình nhân. Có anh chàng đang háo hức bê đồ ăn ra, chưa kịp bỏ vào mồm thì cô gái vả ngay vào trái tim anh cô sẽ kết hôn nên anh đã bị đá. Anh chàng hóa đá ngay tại chỗ, Xin nhanh tay lấy miếng thịt trong tay anh bạn ra đưa cho Ma Sao, đang còn định an ủi vài câu thì Ma Sao kéo đi. Con chó đã được bịt mồm bằng một miếng thịt, Xin lấy thành công quả bóng trao trả cho chủ nhân của nó. Xin tự hào vênh váo Ma Sao chưa trở lại rủ thằng bạn hay báo đời chơi tiếp. Và lần này kịch bản vẫn không có gì thay đổi Xin lại nhìn thấy chị gái nào đó rồi không chụp được bóng. Nhưng lần này khác hơn nhìn theo hướng rơi của quả bóng là một con cá sấu trưởng thành lần này có lấy đàng trời.